chị dâu. Chị dâu ơi, dậy đi, dậy đi. Em nấu bát cháo gà, chị ăn đi cho nóng. Giời ạ, dậy ăn đi. Từ hôm qua đến hôm nay chị đã ăn uống gì đâu? Thôi, tôi không ăn đâu. Cô bảo anh cô đừng hành hạ tôi nữa. Hành hạ cái gì? Anh em ấy là chiều chị nhất trên đời rồi. Làm quan được tí bổng lộc nào về vun vén đưa hết cho vợ, chăm lo cho gia đình nhà vợ, chị còn đòi hỏi cái gì nữa? Cô chẳng biết gì cả. Nay là 30 Tết rồi mà anh cô bắt tôi đi Tết người ta đây này. Sao có một cái chuyện như thế mà chị cũng không hiểu nhỉ? Làm quan muốn thăng quan tiến chức thì phải đi Tết quan trên, mà chồng vắng thì vợ đi thay. Có cái gì đâu mà chị cũng kêu khổ. Nhưng cô có biết anh cô bắt tôi mang quà Tết cho quan là cái gì không? Quà Tết anh em chuẩn bị hết rồi. Quà vừa thì quan vừa, quà to quan to, quà nhớn quan nhớn, quà nào quan đấy, chị không phải lo. Cái quà này anh cô không chuẩn bị được. Anh cô không có. Chả có quà gì mà anh em không có cả. Có tiền ý là có hết. Anh em quà gì cũng mua được. Chị bảo quà gì anh em không có. Cô Nghĩa, cô có biết quà là cái gì không? Cái gì? Là cái này này. Ôi trời ơi! Chị ơi, anh em bắt chị mang quà ấy đi Tết quan á. Phải. Anh em bắt chị mang quà đi Tết quan thật á. Phải. Bây giờ người ta chỉ thích có mỗi cái quà này thôi. Ôi trời ơi! Mà quà này có ăn được đâu mà đem Tết quan trên nhỉ? Hồn! Ôi trời ơi! Cô Nghĩa! Lại đây chị Bảo. Chị ơi! Chị Bảo gì em? Lại đây, ngồi đây chị Bảo. Chị bảo gì cũng được, nhưng đừng bảo em đi Tết quan trên đấy nhá. Ngồi xuống đi. Này, chị đã sắm cho cô 2 bộ quần áo mới, đẹp lắm. Tết đến mà diện nhá. Chị dâu chiều em thế chứ. Thì tôi thương cô mà. Ngần này tuổi đầu, chả chồng con gì cả. 38 tuổi rồi đấy. 38 đâu? Người ta mới có 37. Ôi dồi ôi. 37 tuổi Tây là 38 tuổi ta rồi. Già rồi. Ừ thì 38. Lạ gì cái giọng điệu của ông bà nữa. Chị bắt con này lấy chồng rồi. Thế cứ ngồi xuống không nói chuyện được à? Kìa đứng kìa trông rồi. Con gái con đứa. Tôi hỏi cô này, thế tại sao cô không lấy chồng nào? Đây không thích. Ô, biết bao nhiêu là mối tốt, hợp với nhà mình, gọi là môn đăng hộ đối đấy. Thế tại sao cô không chịu lấy? Tôi thì thiếu gì dai theo. Dai theo cả đàn ấy. Nhưng mà tôi không thích lấy chồng thôi. Tôi với ai đấy? Chị Bảo này, chị dâu em chồng, có cái gì cô tâm sự với chị, chị biết còn chia sẻ với cô. Chứ giấu trong người làm gì? Hả? Tại sao không lấy chồng nào? Em cũng chả giấu chị nữa. Lấy chồng ấy, em chỉ sợ đúng một điều thôi.
Cô sợ cái gì? Chị cứ tưởng tượng thế này nhá. Cái đêm tân hôn, sau khi uống xong chén rượu hợp cẩn. Rượu hợp cẩn ngon. Ngon hay không không biết. Lúc đấy hơi men ngà ngà say rồi. Trong phòng chỉ còn đúng hai đứa. Sao? Rồi cái thân gái liễu yếu đào tơ như thế này, bị nó đâm, nó đụng, nó giằn, nó xé, nó vẽ, nó vờ. Ôi giời ơi, còn gì gọi là đời hoa nữa. Ôi giời, cô Nghĩa ơi, thế là cô không biết cái gì rồi. Rồi à, 38 tuổi đầu mà không biết gì cả. Biết gì? Thích lắm. Thích lắm ý. Chị bảo này, sau khi uống chén rượu hợp cẩn là còn có hai người trong phòng thôi, đúng không? Mà nó chỉ cần đụng một cái thôi là chân tay mình bùn rùn hết cả xác rồi. Rồi mình bay nhá. Bay, bay, bay lên. Bay lên như là tiên ý. Thích lắm cơ mà. Chị bảo. Em ơi, ở đây chị bảo. Chút nữa anh về, chị sẽ nói với anh. Thế xong rồi cô nhận lời nhá. Đi Tết Quan thay chị nhá. Chị ơi, thế đi Tết Quan, Quan có đụng mình không? Chắc chắn rồi. Ôi trời ơi. Chị ơi, chị ơi. Ô, cái gì sao đấy? Thế thì em chịu rồi. Em không đi Tết Quan đâu. Ồ, cô Nghĩa. Cô Nghĩa. Chị ơi, anh em về. Chụm chặt, chụm chặt. Nằm im nhá. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Dậy thôi. Ngủ suốt thôi. Giờ này vẫn ngủ. Sẽ có một giấc ngủ dài. Dậy đi. Dậy xem cái mặt đẹp, mặt quý của vợ tôi nào đấy. Mở ra cái xinh lắm. Dậy đi. Dậy. Nào có việc gì nào? Việc gì? Cậu lại hỏi tôi việc gì? Cái việc đi Tết qua nên là tôi không đi đâu. Sao lại không đi? Ôi giời ơi, việc thầy đình mà lại không đi. Dậy chuẩn bị đi. Tôi đã chuẩn bị hết rồi đây này. Đi mua sắm cho mợ mấy cái áo tân thời đẹp lắm, mặc vào để đi Tết Quan. Tôi đã hứa với người ta rồi. Nhá. Tôi đau đầu lắm. Tôi chóng mặt. Cậu ơi, tôi ốm nặng rồi. Ốm cũng phải cố thôi. Cố thôi. Không đi không được. Ôi rồi. Tết gì mà Tết Quan. Ô thôi chết, hiểu. Không đi là hỏng hết tất cả đấy. Đi đâu. Hả? Mà ơi, không đi là không được đâu. Việc này là việc không được. Mợ này, cái thằng này ấy, là thằng quan pháp, nó biết mợ rồi. Mợ gặp nó mấy lần rồi. Mà nó cứ đích danh là phải mợ đến chúc Tết cơ. Thế mà khổ chứ đấy. Chứ nó thích mấy cái con khác ấy thì. Tôi chỉ bỏ ra có 2 cái đồng tiền Đông Dương thôi. Là thôi một đàn luôn, một động luôn. Mông tròn trắng mẩy, thiếu gì. Mẹ cha nó để cứ thích vợ mình lên, cứ chứ để nhục thế chứ. Mà nó biết mợ rồi, nó gặp mợ gặp nó mấy lần rồi. Uất quá, nhục quá cơ. Cậu thôi đi. Cậu làm sao thế? Sao cậu làm được cái việc này? Tôi không đi đâu. Tôi nhục nhã lắm cậu ơi. Cậu ơi, tôi với cậu đầu gối tay ấp 10 năm rồi. Bây giờ cậu bắt tôi làm quà để đi Tết cho người ta. Nhục lắm cậu ơi. Cậu ơi, gió đông lạnh lẽo
con buồn vương trốn phong thế. Hai ta chung bóng mười năm, hai ta chăn gối mười năm. Bây giờ làm ra như thế, sắc hương hoa phai tàn, tình ta bé bàng. Cậu ơi, quan Tây, quan Pháp kể người ta, quan ta, quan lớn mặc người ta. Tôi đường đường đã xuất gia, có con có chồng, cậu ơi thâu. Cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, bất kể một cái việc gì khác, tôi cũng chiều theo ý cậu ngay, cậu cũng biết mà. Nhưng cái việc này thì không. Đừng bắt tôi đi, nhà cửa còn bề bề việc ra như thế này. Chiều 30 Tết, tôi còn chưa nấu được cái mâm cơm cúng cho gia hồn, tôi chưa làm được một cái gì cậu ạ. Tôi xin cậu. Không cần, không cần, không cần phải nấu nướng gì cả, tôi lo hết. Mà cứ đi lên trên đi. 6, 7, 8 giờ, rồi đến 11, 12 giờ. Kể cả mợ ăn với nó cả đêm hôm đấy đi, không có vấn đề gì cả. Tôi ở nhà, tôi lo hết. Tôi làm đĩa dầu với chén nước trắng cúng chay các cụ, không cần. Tôi đã hứa với người ta rồi. Đưa cái chân đây. Nói thế mà nghe được. Tôi nhục ý. Nhục? Sao ngày nào cũng làm với chồng 2-3 lần mà sao không thấy nhục? Chả ai như cậu, dại lắm. Hứa gì chả hứa. Lại hứa là vợ mình đi lên Tết cho quan. Ê, 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 ê. Cái đấy để cho thằng Tây. Ui. Ui. Rồi à, cứ Tây Tây thôi. Kệ thằng Tây, tôi không đi. Nhà cái thói đời ở đâu mà không có cái nề nếp ra tránh. Chồng cứ nói một là vợ nói ba. Thế mới tải trên này, nhà này gà mái gáy. Nhà tôi là gà mái gáy mà. Cái giống mà gà mái gáy ấy, là nhà có ma, là có điềm dở. Không có cái lời thủ ở nhà ấy, chồng nói một vợ nói ba. Không có cái nề nếp ra tránh gì cả. Mợ, mợ phải thương tôi, mợ phải hiểu cho tôi. Tôi mà không được thăng quan tiến chức ấy, cái năm nay ấy, sang năm tới nữa ấy, thì không biết là cái dòng họ nó đảo lộn lung tung như thế nào. Mợ phải biết rằng tất cả tôi làm những cái công việc này là để lo cho mợ, lo cho các con. Mợ là mợ không có biết nghĩ gì cả. Con người là không có biết nghĩ, không biết suy nghĩ. Tôi biết nghĩ, tôi hiểu hết. Nhưng việc này tôi không làm được ấy. Cậu ơi, tôi là vợ cậu mà. Tôi là vợ. Ôi trời ơi, vợ ông nói mà. Chồng nói mà vợ không có nghe. Ôi trời ơi, có nghe không? Tôi xin cậu. Ôi giời, tôi xin cậu. Mợ ơi, thôi nhá, chỉ làm một lần này thôi. Một lần thôi. Vợ là vợ yêu dấu, hãy cố nghe tôi một lần. Việc quan khó khăn muôn phần, nên tôi van nài. Hứa với quan trên rồi, lẽ nào sai ngôn ý à. Là nguyện cho mình thăng tiên bước đường mây,
quan lớn được vui lòng, ta mới được bình an. Chiều trong một lần đi. Mợ này, mà đi 20 phút thôi xong lại về đây với tôi. Thằng này quan này chắc chỉ 5-6 phút. Mà đi 5-6 phút thôi xong lại về đây với tôi. Được không? 1 phút tôi cũng không đi. Ồ. Này mợ này, mợ ơi, cái việc này là tôi không có muốn ép mợ. Quà Tết là nó phải vui vẻ thì nó phải vui vẻ thì quà Tết nó mới lên đỉnh được. Nó mới đỉnh được nhá. Tôi không có muốn ép mợ. Cậu, thật đấy, tôi không đi được đâu. Tôi xin cậu, bây giờ thế này này. Thế nào? Cậu cho tôi ở nhà hôm nay. Ôi giời. Tôi làm một mâm cơm thịnh soạn. Tôi cúng tổ tiên, cúng các cụ. Còn 3 ngày Tết cơ mà. Cậu bảo tôi đi mùng 1, mùng 2, mùng 3 gì cũng được. Tôi đi. Còn hôm nay cho tôi ở nhà. Này cứ nói mãi nhỉ, cúng là nghề của tôi rồi. Mà không phải lo cúng, việc của đàn ông. Hiểu không? Không có lo cúng gì cả. Đi xong thì về, không có lo cúng nữa bái à. Mà có đi không? Có đi không? Ngày Tết, không có mâm cơm cho các cụ. Tôi còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên. Ôi giời ơi, ngày Tết, quà Tết đi là phải đi trước Tết mới gọi là quà Tết. Chứ đi sau Tết thì đâu có gọi là quà Tết. Quà Tết phải đi trước Tết mới gọi là quà Tết. Đi sau Tết đâu có gọi là quà Tết. Có đi không? Ôi giời ơi, nó cứ ở cái sụt xịt đấy. Ôi giời đất ơi. Không nói vợ không nghe. Mình nói mọi người nghe đi, có người sợ. Nói vợ không nghe. Ôi giời ơi, sao để đâu mà thế này. Cậu vừa đấm vào mặt mình đấy. Trời trừng phạt cậu đấy. Trời quả báo cậu đấy. Quả báo? Quả báo? Cậu không có cái người chồng nào lại bắt vợ mình đi làm cái việc ấy bao giờ. Có đi không? Không đi. Không đi. Không đi. Tao mày hiểu rồi. Tao cái gì? Tay đến rồi. Tay đến rồi à? Đến rồi. Đâu? Tẹt lắm. Tẹt gì? Không biết có phải quan tay không, nhưng mà tẹt như cột nhà cháy. À, tay đen. Tẹt cái cụ mày đi ra mọi lúc nào. Con này con điên con nghĩa. Bảo nó vào luôn đây. Mày đứng dậy thay quần áo vào ngay khẩn trương đi. Không nói lằng nhằng tao chết không thuyết phục mày nữa. Mày phải đi nữa, hôm nay tao quất bỏ mày. Hôm nay tao điên rồi, tao điên cấp 6 rồi đây, tao giết con này hôm nay. Thôi. Tôi đi mà. Vì sao cánh đắng cay đắng dâng đầy trong lòng mặt. Một lời này là câu xin, lòng tôi tan nát tới bời. Ai hỏi ai có hiểu có hay. Mà ơi tôi cũng đã hết lời, sao cứ trơ lệ không chịu đi. Giờ vào sửa soạn thật mau, cười tươi chớ có u sầu. Đi có nhanh mới được về nhanh. Mày có đi không? Mày cứ đứng làm bông ở đấy mãi à? Mày có đi không? Ông bóp cổ mày luôn. Để tao đưa mày vào. Vào. Tôi vào thay đồ. Cậu vào làm gì? Tao vào tao xem trước, còn để cho thằng Tây xem sau. Đi! Ôi giời ơi! Mày đã đến đây nào? Trời đất ơi! Trời đất gì ở đây? Trời ơi! Anh cả ơi! Quan Tây vào đến cửa rồi! Mời vào! Bông rúa!
Tây của các đi đầy chất kiêu kỵ. Vâng rửa. Please sit down. Mời ngồi. Please sit down. Hô là là. Ngồi. Ngồi ngồi. Ngồi. Này. Đợi tí nhá. Nhìn cái gì mà ghê thế? Có hiểu tiếng Việt không? Hiểu được. Nói được. Nghe được. À. Ồ, ở Việt Nam gọi hai quả này là hai quả dứa. Vừa mới gặp mà đã định sàm sỡ rồi. Đếch thì dừa, gọi là hai quả bưởi. Hai quả bưởi. Quả bưởi mềm hơn quả dừa. Nhưng ta trông thấy của mày nó cứng như quả dừa. Ta có cả cảm nhận như vậy. À là đẹp. Đẹp lắm. Cái này người ta gọi là thắt đáy lưng đóng. Ở Việt Nam có câu châm ngôn là gái một con chồng ngọn còn mắt, gái hai con vu dắt cả quần. Ô là lá mù à? Thông anh à, nhìn người ta thế này mà gái hai con à? Đây á còn nguyên, gọi là Trinh Nguyên. Chưa một lần lấy chồng. Ô là là chưa một lần lấy chồng. Còn Trinh Nguyên. Tốt lắm. Ô là là. Mày, mày có thích tao không? Để nghĩ đã. Nghĩ xong chưa? Này cột nhà cháy ơi, em hỏi này, thế có cưới cưới? Ô, không cười. Không, cưới, cưới hỏi đàng hoàng không? Là, hiểu rồi, cưới xin đàng hoàng mà. Đúng rồi. Tao đã thích ai là tao cưới xin đàng hoàng. Không như thằng quan của tao. Kén xong nó nhẹ ra luôn. Sáng hôm sau, nhìn thấy nó coi như không biết gì. Nhưng với tao, tao kén xong, tao nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thế rồi tao lại chén tiếng. Là, mày có thích tao không? Này, nếu mà cưới hỏi đàng hoàng ấy, thì cưới đàng hoàng. Ố là cưới nhá. Đẹp lắm. Đúng à. Người ăn đồng như mày tao chưa thấy đứa nào đẹp như bỏ mày. Người ta ra. Bỏ người ta ra. Chưa gì đã ôm người ta rồi làm người ta thích. Ố là bỏ ra thích rồi đấy. Này con kia, sao lại ngồi vào lòng cái thằng đếm nhẹn con kia hả? Thế thì chúng mày định đi như chợ ngày chợ đêm ở đây đấy à? Hả? Bonjour Messi, bonjour Cara, bác sĩ. Mày vừa bảo ai đen nhẹm. Đen cái mà cu mày. Dân tộc tao nó thế. Không được phân biệt. Thế cái này có trắng không? Trắng. Mày vừa bảo ai đen cái mà cú mày. Thế quà Tết của qua đâu? Quà Tết của qua đây có phải không? Quà Tết ở trong nhà, đang tắm rửa xong rồi sẽ ra chào. Ú tắm làm gì, tắm hương đồng gió nội, tắm xong nó lại bày đi ít nhiều. Này, hả? Mày có muốn thăng quan tiến chức không? Ôi rồi ôi, riêng thăng quan tiến chức thì tôi nghiện rồi. Này, thế thì đưa lên làm quà Tết thì quan sơ được mấy tiếng? Quan tao, người như con cá ngựa,
Nhưng nó mà đã dùng quả Tết tầm 2 tiếng rưỡi. 2 tiếng rưỡi nó quần thì Này, tôi hỏi. Thế 2 tiếng rưỡi thì đổi lại cái chức vụ của tôi thì thăng được mấy mày cấp? Được thăng 2 chức rưỡi. 50-50 à? Ừ. Thế thì cũng được. Ừ. Thế ngoài ra này muốn thăng nữa có được không? Được. Làm thế nào? Bây giờ mày cho tao con này, mày sẽ được thăng lên 3 cấp rưỡi. Cho ngay. Này, nhưng mà tao nhìn này, tao đoán có mấy... Vì sức khỏe nó có mấy vấn đề đấy. Sẽ không đáp ứng được cái con kia đâu. Con kia nó khỏe lắm. Không có là rất rãi chảy ra đấy. Đứng chờ tao tí nhé. Cho tao con này, bảo cưới hỏi đàng hoàng. Cưới hỏi đàng hoàng. Ghét. Này, đấy vào tao có thấy giật 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 thế này này, xương khớp có vẻ kém. Cái này là cái gì? Cốt thái vương. Ồ, cốt thái vương có nghĩa vương. Là xương khớp tốt, khỏe. Ồ, rất tốt, xương khớp thảo thi thoảng nó lọc cọc. Lọc cọc không này ngã xuống một cái này cứ tưởng cứ bảo này đứa nào nó du tao. Cái này được. Cái này này, cái mắt là da thì đen thì khỏe nhưng cái mắt vàng. Vàng như nghệ. Ít thận vương, thận kém, kém là không đáp ứng được con kia đâu. Ồ, thế thận mày có kém không? Không, thận kém là cứ đi tiểu rất cả đêm ấy, chả ngủ nghe thì toàn đi thôi. Thế thì tao uống cái này cũng rất hợp. Quá tốt, đấy thế nhá, uống này cho cả cái đấy cả thuốc mang về uống nhá. Em dê. Em dê là em. Em dê. Con dê. Được. Thôi bây giờ thế này. Mày không phải biếu quả Tết nữa. Quan lớn của tao về Paris rồi. Tốt quá. Mọi quyền hành ở cái dinh thự này tao quyết định hết. Cho tao con này là được lắm rồi. Mang đi ngay à? Mang đi. Ôi là là. Về thôi. Còn nhà cháy mà ăn đi thật à. Này, còn cái này nữa này, còn cái này, thuốc này. Không về cứ gần với em tôi là cứ ho. Mày về ăn Tết mới cao chả. Ôi trời ơi, vợ ơi là vợ ơi, mà ơi không phải đi làm quà Tết nữa rồi. Ôi trời ơi, mà ơi là... Ông hay, đã bảo ông vợ không phải đi làm quà Tết nữa thì xách túi đi đâu? Không phải làm quà Tết nữa, nhưng tôi vẫn đi. Đi đâu? Tôi đi con đường của tôi. Mợ, tôi xin mợ. Mợ hiểu cho tôi. Tôi xin mợ. Tôi lại mợ. Mợ hiểu cho tôi. Tôi lại mợ. Mợ hiểu cho tôi sai rồi. Mợ, con này mợ. Cậu bảo tôi không phải đi làm quà Tết nữa. Vâng. Nhưng tôi vẫn đi. Tôi đi con đường của tôi. Mợ. Mình ơi. Mình ơi. Mười năm qua biết bao nhiêu tuổi buồn cay đắng. Tôi biết mà. Từ lúc trắng tay hai đứa vẫn cùng nhau. Tới lúc đề huề thì cơn cơ bởi vì đâu? Vì đời đen bạc hay lòng người say là. Ôi danh vọng quyền uy đã làm cho người ta đổi khác. Thế đấy là lần cuối đau thương tôi thầm gọi câu
Tôi lạy mà. Tiếng gọi thân quen nghẹn nghẹn lúc tôi biết tên. Mười năm em giữ lệ giá giáo, vẫn chưa vỡ hiền tròn bốn phần làm sâu. Vâng. Còn cậu, cậu có nhìn thấy gì nữa đâu? Cậu chỉ thấy có tiền, rồi cậu lo thăng quan, tiến chức. Cậu đã quên rồi cái thời cơ cực, thiếu thốn trước sau mà ta vẫn mặn nồng. Cậu có nhớ tôi sinh cho cậu mấy đứa con không? Con sống có, mà những đứa con không được sinh ra làm người cũng có. Con ơi thì cậu cứ sống với những gì khao khát, ở lại nơi này còn tôi sẽ ra đi. Mẹ tha cho tôi. Mẹ đi thật à? Ôi mẹ, tôi đi thật à? Mẹ ơi, ôi đi thật rồi á, à? Mẹ ơi. Ôi rồi thôi, đi thật rồi. Ôi thế nào, đi thật rồi. Còn cái gì nữa rồi? Còn có mỗi mấy bước chân. Ôi giời, bây giờ mới hiểu, muộn rồi. Đời người sống kiếp mơ vô thường, sống nay mai thác thì có ai lường được chăng? Thiên tài danh lợi giàu sang mà trở về cát bụi thì có ai mang được gì? Và chán lắm cơ nhớ, đi mà không giới thiệu đây là chồng tôi thì nói thật luôn ấy, ai cũng tưởng bà nhà giàu đi lễ chùa có thằng chú tiểu cầm cháp chạy theo. Chán lắm, chồng chán ơi là chán ấy. Này cứ chê chồng nói xấu chồng ấy. Thế sao ngày xưa lại đâm đầu chú tiểu lấy tôi là thế nào? Chả là ngày xưa ấy gớm, em mê ông Xuân Hinh các bác ạ. Thời son trẻ lỡ đi xem lão ấy diễn cái cù sứt thì về cứ đắm đuối thôi, đêm ngủ cứ tương tư thôi. Thế rồi một ngày nọ gặp đúng một thằng lái lợn. Ôi dồi ôi, nó giống thế chứ gì, giống như bản sao ấy. Thế là đâm đầu vào, mà người ta là Xuân Hinh, còn lão này cứ Xuân Hình Xuân Bóng gì, về không thấy một tí gì của ông Xuân Hinh ấy. Đau đớn lắm, nhưng mà giờ lỡ trao thân rồi biết làm nào.
À, mê Xuân Hình thì đi lấy Xuân Hình như thế. Thì đấy. Sao lại theo Hình đuổi bóng thế? Này, tôi nói thật bà biết thế ra là thành ra là bà mê ông Xuân Hình thì bà lấy tôi. Mê Xuân Hình đóng cu sứt. Ờ, đóng cu sứt rồi lấy thực tôi. Thực ra là không biết là mê Xuân Hình hay là mê cu sứt đại khai thế. Ờ, thế là mà tôi biết là tại sao cái chân tôi ra cái nông nội này rồi. Thì đấy nhìn thấy nó mới giống cu sứt. Ờ? Chân này nhìn phát biết luôn là nhân tạo chứ không phải thiên nhiên rồi. Quái, mê ông Xuân Hình thế là oánh em các bác ạ. Suốt ngày vác gậy vụt. Thế là vừa oánh vừa la làng chứ. Ôi dồi ôi, chồng em nó oánh. Thế thì bây giờ mới ra được ông cu sứt. Ờ? Mà chán lắm. Cu không ra cu mà sứt chả ra sứt. Bây giờ cả một cái đống phế liệu này ôm suốt cuộc đời. Chả biết bao giờ mới dẫy ra được. Buồn lắm. Thôi không nói nữa. Thế túm lại thì bây giờ đi tìm bố. Tự nhiên bà lôi tôi ra cái bến xe làm gì? Tìm bố chứ gì đâu. Sao hồi lúc sáng đó ông không giữ bố lại để bố đi? Sao bà không giữ? Giữ sao không giữ? Gớm dỗ bố như dỗ trẻ con ý. Sáng nấu cả một nồi cháo hoa nhá, hành tươi nhá, ôi dồi cho một tổ yến rưỡi vào đấy. Thế mà muối tôi phải rang lên tôi mới dám cho bố ăn, cấm cho bố ăn trừ muối sống ấy. Thế mà vẫn đi. Cái gì điều có dành có mỏ nữa còn rang muối lên nữa. Thì đây. Thế bây thì giờ... tóm lại nhá. Thế ông... bây giờ làm sao? Bây giờ đi tìm bố sao sáng giữ chân bố nhỉ? Bố có chân thì bố đi nhá. Cái việc gì phải giữ? Nhưng hôm nay bố đi đâu đấy? Bố về quê. Về quê làm gì? Ngày mai dỗ vợ ông. Vợ ông là ai? Mẹ tôi. À quên đấy, nhắc mới nhớ là ông có vợ. Quên mất. Đấy, cơm áo gạo tiền quên quên bắn nó nhiều khi quên luôn thằng này là chồng mình. Thì bố có chân thì để cho bố đi, làm sao phải tìm, đi về. Bố đi đâu thì bố đi, nhưng mà bố phải để cái cơi trầu ở lại chứ. Ô điên à? Cơ trầu của ông thì ông đi ông phải cầm theo chứ làm sao phải để lại. Ôi giời ơi, Nghĩa ơi. Thế anh có não không hay là Zika nó ăn hết não của anh rồi? Thế anh quên mất cái truyền thuyết của gia đình dòng họ anh truyền lại à? Trong cái cơi trầu mà bố lúc nào ôm khư khư vào người ấy, nó có đến 10 cái tượng bằng vàng ròng nhá. Mỗi một cái á là 3 cây đi. Chưa hết đâu. Cái gì? Chưa hết đâu, nó còn đến 2 cái vòng phỉ thúy ấy. Mà 10 năm trước cái bọn phương Bắc nó đến nó giả là 10 tỷ một sợi rồi mà bố không bán ấy. Mày điên à? Thế sao không đi tìm ông mày còn đứng đấy còn chê chồng? Bây giờ đang đi tìm đây còn gì nữa? Đi nhanh lên thì còn gì nữa? Đi! Mày què mày chạy trước đi, tao chấp mày mà. Đi đường này này. Sao lại đi đến đây chọn đợi đây này, đi đây mới tìm được cái này. Khổ em thế thì em càng vội thì nó lại càng chậm. Nhanh cái chân lên chân nào. Khổ quá chứ này. Nước sôi lửa bỏng mặt cái đần độn như thế này này. Bà không thấy là tôi đang đọc sách à? Ông đọc cái sách gì? Hả? À? Luận ngữ. Luận ngữ nó là cái sách gì? Có nhiều việc đời sống không giải thích được mà luận ngữ giải thích rất rõ, ghi vào trong sách hết. Luận ngữ giải thích rất rõ à? Thế bây giờ tôi hỏi luận ngữ này, luận ngữ giải thích thêm tôi ở cái nhà này tôi là cái con gì? Bà là con đỉa. Đây các bác xem, chồng em đấy nuôi bao nhiêu năm ăn học, bây giờ nó lại bảo em là con đỉa. Thế tôi hỏi ông tại sao ông lại bảo tôi là con đỉa? Vì bà rất là dai, dai như đỉa. Tôi mà dai như đỉa hả? Ừ đấy, thì tôi là con đỉa đấy. Tôi là con đỉa ngày, còn ông là con đỉa đêm. Làm sao mà ban ngày mặt nó cứ đần độn, nó ngu si thế này, mà sao tối nó lại nhanh nhẹn đến thế hả các bác? Em đã bảo là thôi đừng rồi. Thôi rồi. Nó cứ bảo thêm tí nữa, thêm tí nữa, thêm tí nữa. Ngày nào nó cũng xe chỉ luồn kim em đến tận 4 giờ sáng. Các bạn bảo cứ xe chỉ luồn kim thế thì bố thế nào mà nó chịu được hả? Thế tóm lại là trong đầu chồng thì tôi chỉ xứng đáng là một con đỉa thôi, có đúng không? Bà còn là một con vịt nữa. Tại sao lại bảo tôi là con vịt? Cái mồm bà cứ quạc ra như vịt. Ô hay nhỉ. Lúc thì ông bảo tôi là con đỉa, lúc thì ông bảo tôi là con vịt. Chứ tóm lại tôi hỏi ông, tôi là cái loại động vật gì? Đó là một loại động vật có vú. Rất là hiếm quý. Đã ghi ở trong sách đỏ đây rồi.
Đây, cái không được giết thịt. Mà luận ngữ đã giải thích định nghĩa rất rõ ràng. Đó là... Là con gì? Con vợ. Ôi giời ơi, nó bảo em là ở trong sách đỏ là động vật quý hiếm. Cuối cùng thì em vẫn là chỉ là một con động vật các bác ạ. Này, tôi nói cho ông biết này. Tôi cho ông ăn học, đổ bao nhiêu tiền vào cái đầu ông. Cái điều hay, cái điều cần biết thì ông không học. Ông toàn đâm đầu vào học những thứ ngu si rút nát thôi. Ông nghe tôi nói này, cái này mới là cái quan trọng trong cuộc đời ông nhé. Bố ông trốn rồi. Luận ngữ không được nói là bố trốn, phải nói là bố đi. Ừ thì bố đi. Nhưng mà bố đi, bố mang theo cái cơi đựng trầu của bố. Bà không nghe cổ nhân người ta nói à? Hả? Của ai nấy giữ. Cơi đựng trầu của bố thì bố giữ. Bà dây vào làm cái gì? Ô hay nhỉ. Nhưng mà cổ nhân người ta cũng dạy tôi rằng trong cái cơi đựng trầu của bố có 10 pho tượng Phật bằng vàng. Mỗi pho tượng trị giá 3 cây vàng. Mà còn chưa hết đâu, có 2 cái vòng ngọc phỉ thúy. 10 năm trước người ta giả ông 10 tỷ, ông không thể bán đấy. Con điên. Thái dụ. Sao mày đọc ở đâu mà mày, sao không bây giờ mày mới không chia sẻ gì cả bao nhiêu năm nay. Làm tao cứ tìm đâu, trang nào là trang vòng ngọc đâu. Trang nào là trang Phật, tượng Phật đâu. Làm cho u mê bao nhiêu năm nay thì nó cứ đi tìm. Nó ở trong này. Thế ở đâu? Nó ở trong cái cơi đựng trầu của ông. Thế cơi đựng trầu đâu? Cơi đựng trầu thì ông mang, ông trốn về quê rồi. Úi giời ơi. Làm mình bây giờ, đúng là bây giờ tôi mới vỡ òa ra này. Thì chính ra là tôi cứ học con vợ này, có khi lại bây giờ lại khôn đấy. Cơi đựng trầu của ông. Cơi đựng trầu của ông. Đúng rồi. Ngày xưa các cụ có dặn, đọc lướt qua một lần mà bây giờ quên này. Ôi giời ơi. Học thầy không tày, học vợ. Đúng là bà. Ông này bây giờ mới hiểu được cái chân lý đấy à? Đi tìm bố đi. Ôi giời ơi, tôi điên lên. Tôi điên mất cái thằng chồng thôi, tôi điên mất thôi. Sao bố đâu quá nhỉ? Nghĩa ơi, đi nhanh nhanh lên em tí. Nhanh lắm rồi. Có lúc cái cần nhanh. Khổ quá. Hai vợ chồng một con thì quá béo, một thằng thì cứ lại châm chấm chân phẩy chẳng quá. Tôi leo lưng ra cõng mẹ luôn đi. Okay. Bà cõng tôi cho nó nhanh. Thế là leo thật đấy à? Sao nhẹ dạ thế? Bây giờ này, mỡ đầy trong máu này. Tôi vừa cõng ông, mà tôi vừa chạy đi tìm bố thì có một cái mỡ nào mà nó cản cái đường máu, cái là tôi chết dễ chết rụa ra. Người sao nhẹ dạ cả tin thế? Phóng lên tôi một phát là tôi nói cho ông biết chứ. Được rồi, à đây này. Kiều, vợ chồng Kiều. Ở đây, này. Ôi, bác ạ. Tìm thấy bố chưa? Chưa, hai bác không đi tìm bố luôn. Đây thì mà chưa thấy bố. Ôi, không khéo sổng mất rồi. Ôi, chưa chết. Luật ngữ không có được nói là bố sổng. Nói thế nào? Phải nói là bố vuột. Ôi trời, bố vuột. Ôi, mất bố rồi. Này, bây giờ phải làm sao? An tâm đi. Từ giờ đến tối nhá, chỉ có một chuyến xe 3 giờ về quê thôi. Bố chắc ở quanh quẩn ở đâu, cứ tua nhau đi tìm mà thấy. Dung ơi, dạ. Mày tranh thủ đi mua một sợi dây thừng với cái bao tải. Để làm gì ạ? Thấy làm bố gì? Một cái là trói luôn, nhét vào bao tải. Dã man quá. Không để nó vuột mất, tránh nhanh lên phấn khởi. Ôi giời ơi, lấy bao tải ở đâu bây giờ? Ô vợ chồng thằng Thắng này. Ôi vợ chồng thằng Ba kìa. Đấy. Này, ra đây. Em chào anh chị, em chào anh chị. Ôi giời ơi. Dạ. Sao đi đâu mà bây giờ mới có vác mặt ở đây? Ê, anh chị có việc gì mà là hốt hoảng thế ạ? Anh chị sao lại gọi em ra bến xe để họp gia đình làm gì ạ? Mà trông mặt ai cũng căng thẳng quá ạ. Luận ngữ bảo là Bố trốn rồi. Bố trốn à? Ừ. Bố trốn thì kệ bố. Về quê rồi. Về quê rồi. Bố về quê à? Về quê rồi. May quá mình. Ừ, may. Dạ thưa các anh các chị. Chả là tháng này đến lượt nhà em nuôi bố. Thế nhưng bây giờ bố về quê rồi thì may quá. Ôi trời. Vợ chồng mình có nghĩa là vợ chồng mình tiết kiệm được 10 triệu đồng. Ông già. Để hẳn ra được một khoản. Chị vào này.
Bây giờ nhá, tinh thần lán này bố về quê nhưng bố cầm theo cái cơ trầu của bố, em có hiểu không? À, em hiểu vấn đề không? Dạo này ông già mình lại còn nghiện cả trầu nữa cơ đấy. Thế mà ngày xưa ở nhà mình ấy cứ đòi ăn kẹo lạc với uống nước chè. Suốt ngày em phải nấu nước phục vụ thôi. Ừ, anh phải đi mua kẹo lạc thôi. Đấy. Đó. Đây. Thật lòng từ xưa giờ chị tưởng trong gia đình em là thằng nhiều óc nhất ấy. Cuối cùng là mày y như là thằng nghĩa anh mày thôi, tao nói thật. Vấn đề là trong cái cơi trầu đấy nó có đến 20 cái pho tượng bằng vàng ròng, hiểu chưa? 3 cây một pho. Điều thế. Chưa tính đến cái mà đến 10 cái sợi gọi là vòng phỉ thúy. Là 10 năm trước là đến là 15 tỷ một sợi mà bố không bán. Rồi. Chị ơi. Rồi. Mình ơi. Chị ơi, chị ơi. Chị, chị nói thế nào rồi chứ này? Sao? Cái gì đây? Chị ra đây từ từ xem con Dung nó bảo cái gì này. Này, chồng thằng kia ra đây xem con Dung nó bảo cái gì đã. Cái gì? 20 tượng Phật đâu mà chỉ có 10 thôi. 10 bảo người ta có 10, điêu thiết là 20 rồi. Các cô, các chú nhá, nhớ này, người càng già càng cẩn thận. Cứ lận đấy, các cụ bà ấy, cứ là ruột tượng này, cụ ông cứ lận vào cả quần đi, giấu bớt đấy. À, mình rồi, cứ phải nhân đôi lên mới ra của nạ các cụ giấu mình. Hiểu rồi, hiểu rồi. Các cụ nói cái gì cái nhỏ, mười cái. Em cười hết cả tai. Cái gì mà vàng, cái gì mà ngọc, cái nhỏ. Mình nói lại em nghe xem nào. Vàng không có ngọc. Các bác ấy nói là trong cơi trầu của bố cầm về quê ấy, trong đấy có 30 pho tượng Phật bằng vàng to bằng ngón tay này này. Mỗi một pho tượng nó nặng khoảng 3 lạng rưỡi. À, mà còn thêm nữa 20 cái vòng phỉ thúy. Bọn phương Bắc nó sang đây ấy, nó giả là đâu là 15 tỷ hay là 18 tỷ một chiếc ấy, mà ông không bán. Ôi dồi ôi, ôi dồi, các anh các chị ơi, thế tính tổng ra là khoảng bao nhiêu tiền hả? Chưa tính được, nhiều quá nó không tính được. Chị ơi, phải gần 100 tỷ đấy. Ôi dồi ôi dồi, ôi gần 100 tỷ. Ôi dồi ôi, chú bị chết rồi. Sao cấp cứu, gọi cấp cứu. Con này trước khi nó ngất, cứ phải ngước ngước lên này. Các bác cứ bình tĩnh, vợ em biết. Con này ấy, nó bị ngộ độc về tiền đấy. À. Vâng, nó cứ nghe đến tiền tỷ là nó ngất. À, nếu các bác ra đây, cô ấy chỉ bị tai biến nhẹ thôi hả? Mời mời các bác ra đây. Thế sao vợ chú nó có cái bệnh lạ nhỉ? Hay lắm, đây, em hỏi các bác nha. Nói bé thôi nhé, đồng này đồng bao nhiêu? 5 xị. À, thế đồng này là đồng bao nhiêu? 5 lít. Các bác xem nha. Ngất nha. Tăng 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 tăng. Năm xị. Nhắm mắt mà vẫn biết năm xị. Thấy chưa? Con này thần thoại thật đấy. Này, tăng 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 tăng. 5 lít. Các bác thấy chưa? Giỏi chưa? Tỉnh luôn đây này, tỉnh luôn này. Đánh hơi thấy tiền. Tỉnh luôn này. Bố mang cơi trầu về rồi. Thôi. Đâu? Nói tiếng người đi. Ở đây tất cả các bác đều nói tiếng người, riêng một mình vợ nói tiếng động vật. Này, nói cho chồng biết nhá. Bây giờ ấy, động đến tiền đến vàng ấy, cẩn thận, không có khối người thành chó hết đấy. Ôi trời ơi. Láo quá nhỉ. Láo nhỉ. Này này, cô bảo ai là chó đi à? Này, tôi nói cho cô biết nhá. Động đến tiền thì ai cũng thành động vật nhá. Nhưng không phải ai cũng làm chó giống cô đâu nhá. Chị nhỉ? Ừ, riêng chị là tao chọn lợn đấy. Ôi. Mình ơi mình mẹ là lợn. Tháng này là đến lượt vợ chồng mình chăm bố đấy. Rồi. Mình đón bố về đi. Trời ơi mình ơi. Em nhớ bố lắm, em thương bố lắm mình ơi. Này, thế cuối cùng thì đứa nào là con ruột của bố nhỉ? Để em xem sách thôi. Ừ, mày tìm xem đứa nào là con ruột của bố. Anh không phải xem, anh không phải tìm, là em. Sao lại là em? Chồng em. Này, bỏ ngay cái kiểu đi, nha. Cứ làm như là thương bố lắm, cứ làm như là yêu bố lắm. Đón bố về đi. Thế đứa nào hôm ông ở nhà mình, đứa nào ông gắp có miếng thịt thôi mà lườm nguýt tí ông rơi miếng thịt. Trời ơi, chúng ta bắt nghe thấy. Trời ơi. Dạ. Cái gì? Chị,
À, em đấy, em biết rồi, biết em biết rồi. Chị là vừa rồi là nói đều em. Không, chị đấy, nói đừng có mà tin cái lời chị cả nhá. Không, không, chị không. Dâu cả là nói đều đấy. Thắng, thắng, em thấy là em sai rồi. Cái câu hỏi đấy chị xuất phát từ trái tim. Tao thề với mày, có rất nhiều đêm tao trằn trọc, tao suy nghĩ không biết mày có phải con ruột của bố không. Chị nghiêm túc đây này. Nhìn nghĩa nhà chị này, đây. Sao y bản chính thì thôi không nói rồi nhá. Đây, thằng Kiều chồng con Dung đây, đây. Thấy rõ ràng Kiều nhà em là ngang phè phè giống bố nhá. Đấy, chỉ có mỗi em á là nó có cái nét gì mà chị không thể lập luận được nó là cái gì. Mày giống cái ông nào mà ở cái vùng mà sa mạc mà mũi to to bị bắn chết mẹ rồi. Không nhớ cái ông nào. Để em tìm. Này chị ạ. Để nó tìm xem trong sách xem nào. Thôi không phải tìm. Chú là có cái mũi đột biến đấy. Chị đừng có xỏ xiên nhá. Em nói cho chị biết, ở trong cái gia đình nhà mình ấy, chỉ có một người duy nhất biết em là con ai. Đó là mẹ. Nhá. Nhưng mẹ đã nằm dưới ba tấc đất rồi. Đúng thì rồi. Chị để cho mẹ yên nghỉ nhá. Có đừng có bới móc lên nữa để nhà nó loạn hết cả lên. Chị có bới đâu, em nói thế là không đúng. Chị không hề bới. Cái đấy là chị đang tìm hiểu về khoa học. Bởi vì nếu mày mà là con ruột của bố thì khoa học sai. Mà các chị... các anh các chị vừa phải thôi. Bây giờ đâu em có tí tiền tí vàng ấy, thế bảo là chồng em khác khuôn, chồng em không giống như thế nào. Cứ làm như là tử tế với bố mẹ tử lắm. Tử tế thì phải lấy lại quyền lợi cho bố chứ. Phải quyền lợi cái gì? Công bằng cho bố chứ. Chị tưởng chị tử tế lắm à? Hả? Thế em hỏi chị nhá. Dỗ mẹ 7 năm nay chị có về quê không? Hả? Đấy. 7 năm trước chị về quê chị cúng mẹ bằng cái gì biết không? Ai đi dỗ mẹ lại cúng bằng hoa quả nhựa bao giờ? Thế bây giờ tôi hỏi cô chú nhá, thế tôi cúng đồ thật, tôi cúng hoa quả thật thì các cụ có hưởng được không? Người chết có ăn được tí nào không hay toàn người sống? Mà con nào ăn? Em ăn. Đấy, vợ mày tự nói nhá. Vợ mày tự... Thôi! Ngân nhà! Anh xin phép vợ nói vài lời nhé. À, anh nói đi, anh nói đi. Giật hết cả mình. Sợ quá chị ạ. Đừng có cãi nhau nhá. Anh là anh cả các chú đúng không? Vâng. Là quyền huynh thế huynh ở cái nhà này đúng không? Dạ, theo em thì là quyền huynh thế phụ chứ không phải thế huynh. Bố mày thích huynh. Ôi trời. Làm sao? Bây giờ thế này nhá. Cái việc quan trọng bây giờ là phải tìm thấy bố. Được không? Mà quan trọng hơn ấy là phải cướp bằng được cái cơ trầu. Cái không đi tìm cơ trầu là cứ ngồi đấy cãi nhau thế nào. Bây giờ nhá, anh là anh cả, anh ra lệnh như này: vợ chồng chú Thắng chạy đằng này tìm ông, vợ chồng chú Kiều chạy đằng này, vợ chồng anh chạy đằng này. Ngu lắm cơ. Đã thọt rồi lại cứ nhấn cái chữ chạy làm gì cho người ta cười. Mà anh ơi, làm sao đấy? Anh chỉ là vợ chồng chú Thắng chạy đằng này, vợ chồng Kiều chạy đằng này, mà toàn chỉ lên trời chứ em có cánh nào mà em bay lên trên đấy được. Tóm lại là chạy đường nào hả anh? Mà anh đổi chữ chạy đi, không dùng chữ chạy luôn nhá. Chạy đằng nào mặc chú? 1, 2, 3 túa đi. À, túa, không chạy túa, là xong. Túa, 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 túa đi. Túa đi. Đấy, túa đi đâu? Cần lắm. Huyền, trông ai như con Huyền. Ôi, ôi, ông ngoại. Ông ngoại, ông đây con. Ôi, ôi giời ơi, trời ơi, ơi. Nên con mẹ mày bỏ ông ra. Ông ơi, ôi, con mừng quá. Con gặp ông, con mừng quá ông ơi. Thế. Ông đi đâu đây? Ông về quê, thế con đi đâu? Ô, thế con lại ở quê lên. À thế à? Vâng. Ừ. Thế sao mà ông lại về quê? Hôm nay là ngày mai là ngày giỗ bà. Thì con tưởng là ông phải ở trên này cùng với các bác để làm giỗ cho bà chứ không về quê làm gì. Năm nay ông về quê, năm nay về quê cũng giỗ cho bà. Chứ mấy năm nay chúng nó mãi làm mãi ăn, chả có ai về. Nhà thì hương tàn khói lạnh, mồ mả thì phôi phai hết cả rồi. Hôm nay ông quyết định để về quê cúng bà đấy con ạ. À, ông ơi, nhưng mà ngày hôm qua ấy, mẹ con bị mệt, thế là mẹ con lại bảo là con lên trên này, à, con với mẹ con dỡ được đầy cái gì đấy con? Hay không ạ?
Hả? Khoai lang. Khoai lang à? Mẹ Quân bảo là đem lên trên này nhá. Đem luộc một đĩa thật to để lên bàn thờ để thắp hương cho bà. Ngày xưa ấy, vì là bà toàn ăn khoai thôi. Thế còn lại thì đem biếu mỗi bác một ít để các bác nhớ hương vị quê hương. Chết con ơi. Dạ. Nên ông bảo các bác mày ở trên này không có ăn khoai. Không ăn khoai á? Ăn sâm. Úi giời. Ăn yến. Úi giời. Nó không ăn khoai. Thế à? Khoai ngon thế mà không ăn. Mày mang nó vứt mẹ ra chỗ khác bây giờ. Thế mang về quê đi. Con. Mẹ Quân cũng bảo là xem có cái quà gì quý quý để tặng các bác không. Thế nhưng mà con nuôi được hai con ngan. Phải được hai cân một con ấy. Thế à? Thế mà tự dưng đêm hôm kia thế nào nó lăn đùng ra chết. Mẹ Quân bảo là nó bị trúng giũa. Là nhỉ, cái láo tiểu cạnh nhà mình ở quê ấy, làm sao mà say xỉn suốt ngày mà không bị trúng gió chết nhỉ? Không, cái loại say có bao giờ nó chết được con. Ông ơi, thế là con đem hai con ngan nhá, con làm lông sạch sẽ, con thịt con đem ra chợ bán. Vâng, con bắt chước mấy bà ngoài chợ, con bảo là bảo sao? Cháu bán ngan sạch. Thế là người ta trúng trúng đỏ mà con này khôn quá. Khôn quá. Ông ơi, con bán được những 200.000 một con nhá. 200.000 một con. Vâng, thế là được 400.000. Con mua một đôi dép tổ ong đi lên thành phố cho diện. 30.000, còn lại 370.000. Đây, ông ơi, con biếu ông nhá, để ông ăn quà ông nhá. Đây, 370.000 đây, con biếu ông nhá. Thôi. Ông ơi, ông làm sao thế? Con tốt quá. Ông về quê đây, ông khổ lắm. Ông sao thế? Ông nó như cái quả bóng ấy. Hôm thì ở nhà thằng cả được 25 ngày, xong nó đá ông sang nhà thằng hai. Thằng hai nó bảo nó chưa đủ ngày, nó lại đá ông về. Hôm cả ba thằng nó đều đá ông. Ông ơi, ông đi lang thang lên này, ông không biết ông đi đâu nữa đấy. Sao các bác lại đối xử với ông tàn tệ như vậy? Ông ơi, cờ cứng. Thôi, thế thì ông về quê với Quan đi ông đi. Thôi, ông Quan mình về quê đi. Ông Quan mình về quê nhé. Vâng. Không ở đi được con ạ. Ông về quê quyết định rồi. Con rời phố em về quê sông mang vì con vì cháu đuổi em rồi, bọn nó không thèm nuôi nấng bố, cứ gió đỏ thiệt hơn làm em đau lòng quá. Dành hết cuộc đời nuôi nấng con vì đâu tình nghĩa lại hao mòn. Thầm trách do mình không có phúc, cố sinh còn thật đông, giờ đây thấy đau lòng. Khi xưa vui vầy con và bộ, giàu nghèo vẫn yêu thương, giờ đây bộ con xa càng xa, coi nhau như là người dưng nước lá. Đớn đau thân già dành hết cuộc đời nuôi nấng con vì đâu tình nghĩa lại hao mòn. Thầm trách do mình không có phúc, cố sinh còn thật đông, giờ đây thấy đau lòng. Cố sinh còn thật đau, giờ đây mới thấy đau lòng. Ông ơi, bố đi rồi.
Huyền, con con út sao mày lại ở đây? Ông làm sao đây? Đi xem nào, Lý ơi, ra xem mạch của bố xem nào. Đây, đi xem đây kia kia. Từ sao lúc nào ông lại ngã lăn quay ra như thế này? Con chờ lắm, con chờ ông chết. Các bác ơi, các bác kiếm cứu ông đi, các bác ơi. Sao? Ôi giời, khỏe lắm. Ôi, nhìn ba cái giật chân này tôi biết rồi. Cái bài này cũ lắm rồi, tôi quen rồi. Mày cứ an tâm đi, ông mày không chết được đâu. Tử Vi xem rồi, còn sống 5-7 năm nữa cơ. Còn lâu nhá. Ôi giời, còn lâu bố mày mới chết nhá. Mẹ Tử Vi xem số tao là không tu nhân tích đức sống đểu được 110 năm nhá. Còn tu nhân tích đức là tao sống 135 nhá. Xin lỗi chúng mày đi. Có mấy thằng con của tao đấy. Ôi Huyền, cho các em nó chào bố cái quá. Dạ. Mình xuống chào bố đi. Dạ. Dạ. Con chào bố. À. Ừ. Con dâu thì cũng ngoan ngoan, nhưng có mấy thằng con trai ấy. Mẹ đẻ ra thì chỉ muốn bóp cổ chết mẹ nó thôi. Nó cứ mong tao chết mà tao còn lâu mới chết nhá. Ở đâu còn lâu mới nói nhá, còn lâu mới chết nhá. Xin lỗi chúng mày đi. Thế hôm nay anh Kiều, anh Nghĩa, chị Vân này, chị Dung này, anh Thắng này, chị Thu này ra đây. Dạ. Có việc gì nữa? Chúng con đi săn bố ạ. Ôi trời ơi. Nhầm. Chú Thắng này. Bố. Ôi trời, bố không. Đi đâu đây? Chúng con... Đi ra đây chứ còn đi đâu? Chúng con đi tiễn bố thôi. Tiễn à? Tiễn bố về quê. Nghe bố về quê để chúng con đi tiễn bố thôi. Không làm gì mà các anh các chị ngoan thế. Mỗi hôm các anh chị có tiễn đưa gì đâu. Mà hôm nay làm gì để tiễn đột xuất thế. Thôi bây giờ này nhá. Con có ý kiến thế này. Nói tóm lại, bây giờ bố muốn đi đâu bố đi, đúng không? Nhưng mà bố đi thì bố đi. Nhưng để lại cái cây trầu. Các bác ơi. Cây trầu làm gì có cái gì mà để lại. Các bác ơi, con xin có ý kiến ạ. Dạ, mẹ con với con ở quê lỡ được một tải khoai. Mẹ con bảo là các bác ở trên này là thích ăn khoai lắm. Thế nên là mẹ con cho con lên đây để đem trước hết là luộc một đĩa, đem thắp hương cho bà. Sau nữa là biếu các bác mỗi người một ít để các bác nhớ đến hương vị quê hương. Dạ, khoai nhà mình ngon lắm đấy các bác ơi. Này, cái lũ lợn nhà này nó không ăn khoai. Sao lợn này không ăn khoai hả ông? Lũ lợn đây này, nó ăn sâm. Cái măng. Ôi, bố nói cái gì bố nói chuyện này. Nó sao về ý tứ với cả là lợn nó biết gì? Ý ấy, ông mày nói chúng tao là lũ lợn đấy, nhá. Sao bố có phải bóng gió? Các anh im đi. Bố nói là con gì thì cũng phải nhận. Bố nhở? Các bác ơi, khoai nhà mình ngon lắm các bác ạ. Lợn ăn khoai mà con. Vâng, các bác ơi, khoai rất là ngon, đặc sản của quê hương mình con đấy. Thế nên là con đem lên đây. Đây, ui ôi, các bác ơi, xem đi, con dỡ được củ khoai rất là to nhá. Bác ơi, con mời bác. Mày dí khoai mồm tao ra. Hả? Tại sao mày cũng dí khoai vào mồm bác mày này, bác gái mày? Con mời bác, mày buồn cười nhỉ. Mày bỏ ra kia đi. Đây mày gọi là cái gì? Khoai. Hồn quê hương. Hồn quê hương á? Mày để đấy nhá. Để xuống. Về chỗ. Vơ va vơ vẩn. Chú cũng đừng có nóng. Chú ăn khoai miết mà cái mũi chú nó thế kia cơ mà. Em biết rồi. Bác cả. Thôi, bác cầm lấy rồi cho cháu nó ít tiền nó đi xe về quê. Anh chú Kiều này. Ôi giời. Chú ở bên Mỹ vừa về đấy, nhiều đâu. Nhận đi cho cháu là mấy trăm đô nó về quê. Đấy. Này, ăn đi Việt Kiều nhớ quê hương, hương vị quê hương. Mang triết học ra mà xử lý cái này đi. Cái này á thì mấy trăm đô ấy, vợ em nó lo được. Ôi trời. Nhưng mà em lại có ý như thế này này. Triết học đã nói khoai lang là rất là nhuận trường. Đấy. Ăn vào bao nhiêu thì nó ra bấy nhiêu. Mà chị cả, chị đang muốn xuống cân thì đấy, chị cái này rất là hợp cho chị đấy ạ. Ăn vào bao nhiêu ra bấy nhiêu, cục nào cục đấy là to như phân trâu ấy. Thôi thì thôi thế này nhá, cháu ơi, thôi thì
Bác cũng thay mặt tất cả các cô, các chú ở đây xin nhận cái khoai của cháu nhá. Dạ. Người ta gọi là sâm ta đấy, hiểu dạ, không? Dạ, con cảm ơn bác. Đấy, thì bây giờ bố bảo lợn ăn thì thôi, con cũng thay mặt lợn con nhận cái bao này cho bố vui bố nhá. Ừ. Này, nhảy chân sáo vào cất trong kia, giấu việc đi cho tôi. Toàn tinh bột thì ăn để thành voi à? Cứ để ở đây, tôi cất. Nặng quá thế đi. Mà này không cất cái củ khoai thôi mà đi mà nhảy như tango. Tài thế chứ. À, bây giờ coi nhà cái việc khoai xong rồi. Đó. Rồi. À, thưa bố. Ừ. Dạ. Con là con cảm. Ủa, này mày mày đừng có chỉ tay vào mặt bố. Mày nói mày cứ đâm tay vào mặt bố thế. Vâng, con không chỉ. Con có ý kiến với bố thế này. Con là con cả trong gia đình đúng không? Nghĩa ơi Nghĩa, mày mất dạy quá Nghĩa. Bây giờ bố đã nói một câu là đừng chỉ tay vào mặt bố. Thế là một ngón bố đã không đồng ý, bây giờ giơ cả năm ngón vào mặt bố như thế thì đấy. Thằng này con là nó mất dạy quá bố ạ. Bố để đấy, bố không dạy được nó, để con dạy nó. Nhá, không bao giờ với người lớn tuổi mà được như thế. Mày là con ai đấy hả Nghĩa? Mày là con ai? Chị ơi, hả? Anh Nghĩa là con của bố em đấy. Ừ. À, thôi chết rồi, bố ơi con xin lỗi bố. Thỉnh thoảng con hay quên cái cơm áo gạo tiền rồi con cứ quên hết đi. Em ngồi xấu hổ quá cơ anh ạ. Chị ơi. Ừ? Đây là chồng em chị ạ. Ôi trời, chết đây đây đây. Con xin lỗi em nhá. Mày vừa chỉ tay mặt tao đấy. Chứ con muốn lấy vàng không mà chúng cắt nát rồi. Tao lớn tuổi hơn mày, tao có quyền chỉ. Mày là bố đẻ ra mày không được chỉ. Tao mày chơi tay đôi không? Mày dám không? Thôi, quá chị ơi. Mà cứ kệ to không? Để tôi có ý kiến. Thì nói gì nói đi. Bố ạ, chúng con đã họp gia đình rồi. À. Và chúng con quyết định một điều. Ừ rồi, mày quát kê thế. Bố đi đâu là việc của bố. Ờ. Bố sống với ai là quyền của bố. À. Họp gia đình không có bố à? Không cần bố. Ôi trời ơi, chết rồi không cần bố. Đấy. Bố đã chết đâu mà không cần con. Nhưng việc quan trọng là bố đi. Bố phải để lại cái cơi trâu. Đúng bảo, không? Đã bảo là cái cơi trâu này làm gì có cái gì. Đồ sư lờ lia cái gì, kỷ niệm mà mình có cái gì đâu. Kỷ niệm? Tiếng Anh nó gọi là souvenir đấy bố. Souvenir à? Vâng. Ừ. Souvenir của bố cũng là souvenir của các con. Làm cho nên là bố cứ để lại đây. Vâng. Rồi bố đi ông về ơi, quê. Đúng đấy, đúng con rồi. Thấy là bác nói như thế là đúng đấy. Của ông cũng như của các bác. Ông cứ để ra đây cho các bác cái xem có gì đâu mà. Đừng mày... Đấy rồi. Làm gì đấy? Này, ôi trời ơi, này các con. Làm cái gì? Mày xê ra nhá. Ôi trời ơi. Tao là một mình tao chấp cả hai gia đình nhá. Ôi trời. Mày hai con giòi này loi nhoi về đấy tao thở một cái là mỗi con một vách nhá. Nhưng mà làm cái trò gì đây? Trò gì? Của nà của ông để ra đây là lấy thịt rồi đè hết cả vào cái bây giờ có thịt không đè thì để làm cái gì đấy? Tao đố đứa nào đấy đè vào. Ôi trời ơi. Vào đây. Này chị ơi. Chị đừng lấy thịt đè người thế nhá. Này. Chị em, anh em trong nhà với nhau có gì là phải chia đều nhá. Thì mày cứ từ từ, đừng có nhào vào như thế. Đây, nói gì đi. Này, chú nào, thím nào mà muốn gây chiến thì cứ nhìn chân anh nhá, làm gương nhá. Đập cả hai phát đấy. Đấy, tôi về là lành lặn thì một tuần sau là què luôn đấy. Thôi, được rồi. Thôi bây giờ này nhá, em có ý kiến. Thôi bác cả là bác lớn nhất, thì bác cứ mở ra. Bác lấy còn nào bác lấy, còn lại là của các em. Được đấy, chưa? Chẳng thà như thế. Lấy mẹ thế đi, còn được. Nhìn làm cái gì nữa thì anh... cái nào to ui to nhầm. Nữa đi. Rồi. Đi đây. Đấy, ôi giời ơi. Mỗi nhà mỗi thứ thế có phải hơn không mà cứ huynh đệ tương tàn. Ôi giời. Anh sao bông ơi, toàn bông xong rồi. Bố ơi, sao toàn bông này bố ơi. Ôi giời ơi. Bố ơi, cái bông này là thế nào? Bông này là hồi mẹ các con đẻ các con ra phải nhét vào lỗ tai để cho đỡ hậu sản mòn mà mẹ các con không chết với hậu sản mòn mà chết đói chết rét để nuôi chúng mày đến ngày hôm nay đấy. Bông này đấy, gói vào cho mẹ đi, gói vào cho bố ơi. Mẹ. Bố ơi, sao tự dưng lại có hai cái cuống chiếu thế này ạ? À? Hai cái cuống chiếu này hồi tôi lấy vợ làm gì có vàng bạc như các anh các chị đeo như bây giờ.
Bố lấy để làm gì hả bố? Lễ cưới. Lễ cưới của mẹ mày đấy. Vâng. Để đeo tai đấy. À, hoa tai, bằng quấn chiếu đấy. Vâng, hoa tai của mẹ con hiểu rồi. Ôi giời ơi. Toàn kể hành kể tỏi những cái việc ngày xưa. Ông thì ông điêu lắm nhá. Đây này, thế còn giấy tờ đất này ông giải thích thế nào? Hả? Giấy tờ đất đây. Đây mọi người đứng có lui đây đọc cho mà nghe. À. Thôn Yên Việt, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh bán cho ông Hình Xuân Bui. Hình Xuân Bui là ông nào? Là ông Bùi Xuân Hình đấy. Thêm một bằng chứng mày không phải là con của bố nhá. À thế à? Vàng bạc làm mắt nhòa hết cả đọc lại. Bùi Xuân Hình à? Ừ. À, bán cho ông Bùi Xuân Hình 2 mét đất. Ủa? Ông à, nó ra đây mua con. Mua là mấy hecta, không mua là mua có 2 mét là thế nào? Bố mua làm mua gì hả bố? 2 mét để chôn tôi. Tôi biết là các anh không chôn tôi. Tôi phải dành dụm tiền nong mua đây 2 mét để chuẩn bị cho mình đây. Thế hả bố? Sao bố lo xa thế? Sao bố? Bố chính ra bố cẩn thận ghê lắm. Thế cho nên là chắc là bố lận vào cặp quần ấy. Cái gì quý quý là lận vào cặp quần ấy. Ờ nhỉ. Chả lẽ bây giờ tôi dâu tôi đi tôi khám cặp quần của bố thì cũng nó thôi này, chọn này. Đấy, chị quá đáng lắm. Chị đi về với chồng chị đi. Bố ơi. Sao con? Con có ý kiến thế này này. Bố có gì thì thôi, bố cứ bỏ ra đi. Không là không xong với chúng nó đâu. Qua học có khác nhỉ? Đấy nha. À, đấy. Lòi ra chưa? Tức là đấy cứ truy sát bố thế đấy, thì mới lòi ra được cái gì chút. Lòi ra chưa? Dạ con xin nè. Con xin bố. Đất đấy. Đi. Tôi đã bảo các cụ là thế đấy. Cái gì quý là lận cầm quần. Thế sao nào? Sao nào? Thôi không phải. Thập ân này. Thập ân là cái gì mình ơi? Thập ân là cái gì nhỉ? Thập chắc là 10. Thập là 10. Vâng. Tôi mới học đến kiểu vạn bát sách đấy. À, thập tôi chưa học. Ân, thập là 10. Mày vừa nói 10 xong rồi mày lại bảo là chạy. Thập là 10. Ân ý. Ân ý tối nghĩa quá. À, là nó thiếu dấu sắc. Thiếu dấu sắc. Thập ấn. Ôi dồi ôi, 10 cái ấn bằng vàng. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, chết rồi. Đưa lên, chết. Rốt thì rốt nó vừa vừa. Thập ân có nghĩa là 10 cái ơn. Bố, có phải đây là 10 điều mẹ các con dặn trước lúc mẹ con mất đây? Mẹ các con dặn như thế này thì ngâm cho các con. Mẹ mới có thai, kể từ một ân thì con ơi, mẹ mới có thai, âm dương là âm dương nhị khí, nào ai biết gì ở trong lòng thì con ơi, đúng những sầu bi ruột gan chua xót, mỗi khi vơi đầy sang đến ai ân thì con ơi, mẹ chịu bấy chay thiếu man là thiếu man. 9 tháng 10 ngày thai sinh nhì kể từ vách đất leo chanh, nắng mưa buồn bọc sách lành luôn những chở che lúc ra đời thì con ơi, cất tiếng quê quê chỗ ướt mẹ nằm, chỗ giáo mẹ nâng con, mẹ tính từng ngày mong cho con lớn con khôn, âu lo mấy độ mỏi mòn hôm mai sau ân thì con ơi, mẹ kể canh dài. Đàn xài uống những uống bốn phương mưa gió
ai ăn con tập lấy tập bò đầu răng thời quấy lấy khúc khuỷu sông ngò thời giã héo khô muồi chăm chút không rời tám phân thì con ơi chăm chút không rời lửa tình theo dạy nên người đoan phương chính ngân là con ơi tách ngộ ra giang học văn này học lễ chiếm bảng vàng cành son mẹ lo bèn giá tất cho con nên chồng đến vợ vẹn tròn lứa đôi mười ân nữ đã kể dặn dò con ơi con hãy nhớ ơn người sinh con bà trao mẹ mẹ lại trao các con mười ân mẹ kể các con nhớ chăng quỳ xuống các con trước khi mẹ các con mất mẹ các con dặn bố thế này ông ơi vợ chồng mình nghèo lắm không có tiền cả cuộc đời tôi chả có gì cả chỉ có những đứa con như thế này thôi cô chỉ trông cậy vào các con thôi các con sống như thế nào thì sống để cho các con trông vào thôi bố không nói nữa bố về quê đây bố ơi bố về dỗ mẹ các con mẹ. Bố ơi, con xin lỗi bố, anh Kiều, anh nói với bố điều gì đi chứ? Khi đấng sinh thành, sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời. Cho ta biết người phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao cũng luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao cũng luôn mang nặng đè đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ đến cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta.